Hello cô chú anh chị ơi, nhà Kim đã về nhà rồi nè cô chú anh chị. Tony nói là để cắt cỏ cho Kim nè, Kim nói là để Kim cắt, nhưng mà nó thôi để anh cắt cho. Tại nguyên một cái mùa xuân với mùa hè năm nay là anh chưa cắt cỏ lần nào hết trơn của chú anh chị, toàn là Kim cắt thôi. Cái hoa ly nhà Kim nè, hôm bữa lúc mà đi á, nó còn hơi búp búp ha. Kim tưởng là về nó sẽ tàn nhưng mà nó vẫn còn tươi ha cô chú anh chị. Nó vẫn còn nè, nó cũng sắp tàn hết rồi. Nó tàn này rồi nè mọi người. Chỉ còn có một búp này thôi. Rất là thơm luôn, thơm nức nở luôn cô chú anh chị. Mà cũng may là mấy bữa Kim đi á, trời mưa ha, cho nên hoa cây cỏ gì nó vẫn tươi này, nó không bị héo, là nếu mà nắng là nó héo hết trơn. Những cái này nè nó mọc cao thấy ghê cho mọi người, đây hoa đẹp dữ lắm luôn. Nó cao rồi nhưng mà cái màu nó dễ thương ghê. Cái hoa này xài cũng được lâu lắm, tại vì cô chú chị biết sao, cái hoa này nó tàn hen thì những cái mút trong đây nè nó còn búp nhiều lắm, nó sẽ nở từ từ vậy đó. Cái này là giống như cái loại hoa bên nhà mẹ chồng Kim á, đẹp chưa cô chú anh chị. Đây là những cái này vẫn còn rất là nhiều hoa luôn. Năm sau Kim sẽ trồng cái này nhiều hơn. Cái này nhiều hoa mà cái màu nó đẹp nữa. Đây nè mọi người. Những cái này cũng còn rất là nhiều luôn, từ mùa xuân. Kim lấy mới cắt một mớ hoa tàn rồi nè. Đây, chút nữa Kim sẽ dọn dẹp. Quá trời cho cô chú anh chị. Cái chậu này nữa nè. Cái hoa cẩm tú cầu nhà Kim năm nay chỉ có 4 bông thôi. Cái hoa này hôm nay nó lại cao thêm nữa, cô chú anh chị, nó nở lâu ghê luôn á. Năm sau Kim sẽ mua thêm. Có thể là năm sau Kim sẽ mua, Kim trồng nguyên một dải này nè, dài bên đây luôn. Những cái kia cũng màu tím rồi, là Kim mua nó bắt tiền hơn cái này nữa. Mà nó nở có một lần rồi thôi rồi. Cái này nó nở hoài luôn. Nó nở hoài mà những cái này vẫn còn nụ nhỏ nè, cô chú anh chị thấy không? Nó cứ mọc tược tược, mọc nụ nụ lên hoài vậy đó. Mà đẹp thấy ghê chưa? Cái hoa hồng bữa nay bắt đầu nở lại rồi nè cô chú anh chị. Có mấy cái con rùa vàng nè mọi người. Mấy con rùa vàng. Dạ. Mấy con rùa vàng này nó chăm chăm vô cái cây này nè. Còn cái hồng bên đây cũng nở nhiều hoa cô chú anh chị. Đây. Hoa màu trắng ngoài đó thơm lắm mọi người. Chị chào con bạch chú. Sáng nay chị làm gì đây? Sơn hàng rào. Sơn hàng rào. Con sơn hàng rào. Con sơn hàng rào. Đây là cô chú anh chị. Kim mua hai cái thùng sơn thì... ha. Ok. Kim mua hai cái thùng sơn nè. Bữa nay nắng ha mọi người. Hai mẹ con sẽ sơn hàng rào ha cô chú anh chị. Cái này ba chị đã sơn 2 năm trước rồi. Bây giờ Kim muốn sơn lại ha mọi người. Bây giờ cái chậu cây này đi nè. Thank you.
Đây là cô chú anh chị, 2 ngày luôn hết cô chú anh chị. Kim đã sơn 2 ngày. Là từ ở mía bên cái cánh này với lại cái cánh ngoài đây luôn nè. Nguyên cánh này là kim sơn nè. Mà trời gió quá chừng luôn. Nó rụng lá cây tùm lum hết trơn à. Kim sơn hết dài dưới đây. Ở dưới phía này kim cũng sơn hết trơn nè. Dài xuống dưới kia luôn hết cô chú anh chị. Quanh qua cái hàng rào bên kia luôn, qua bên đây luôn. Xong hết rồi mọi người. Suốt 2 ngày trời không lên không xuống, kim đau lưng quá chừng luôn. Nó đã xong hết rồi cô chú anh chị. Bây giờ nhìn mới hơn rồi nè, sạch sẽ hơn, trời mưa nữa rồi. Mà trời gió dữ lắm, gió luôn mọi người. Cái cà chua của kim nó sắp chín rồi nè, nó vàng vàng rồi nè. Tony đang dọn mấy cái ghế cái này của chú anh chị, mà những cái ghế này á không có ngồi á mọi người, để trong cái nhà xe đó. Xong rồi cái lâu ngày quá bụi nè, giờ anh đang lau chùi cái ghế kim đang làm ở trong này nữa cô chú anh chị. Trời hôm nay âm u cũng không có nắng không ha, hy vọng là trời không có mưa mọi người. Cái này kim đã chuẩn bị ức gà nè cô chú anh chị. Ức gà này kim chỉ ướp muối và hạt nêm thôi, với dầu ăn vô cho nó không khô á, hành. Còn cái gà này là cánh gà với đùi gà ha mọi người. Kim ướp với cái gia vị mà thịt nướng á, kim mua ở Việt Nam qua ha cô chú anh chị. Đây là rau nè, là rửa xong rồi xà lách. Trái dưa hấu rất là to luôn đây. Tụi này vẫn đang cặm củi bên ngoài cô chú anh chị. Cái cây lan màu trắng của kim nè. Nó nở từ bữa giờ đẹp cho mọi người. Nice slide. It's hard to slice one piece because of the way, the type of cheese that it is, because it's quite crumbly, you know, but that's how it's designed to be. No, no, but that's the best. That's the best part of it, look. Just pick it. I got my left hand. Off my head there. Got a slight. Well, so apart from that, what else have you been up to, anything? Not a lot, mate, really. We got back last Saturday afternoon, about 4 or 5 o'clock. And then I was back at work on a Monday. I've been in Amsterdam this week. Yeah. You know what? Back, yeah. So yeah, that's it really. I've taken the last week and the month off as well. Oh, it's no nice. You know, the bank holiday? Yeah. I've taken those 4 days, so we just... Isn't that a mess? And then... No, yeah, of course. You want to give him a hat? This dado rail. Sorry, this skirting board came all the way out. So the decorator came round, you know, finished it all off. He painted all the walls, the ceiling, and he put up. There was only coping. Hôm nay nhà Kim tổ chức tiệc barbecue hết cô chú anh chị. Thì nhà Kim mỗi năm vào mùa hè là nhà Kim thích hay làm tiệc barbecue để mời những người hàng xóm này với lại những người bạn và gia đình nữa. Nhưng mà năm nay gia đình Kim là ba chồng Kim là mới mổ cái đầu gối xong, là cái đầu gối bị cái gì mà rất là đau nhất, rồi cái kiểu như cái chân nó cong luôn đó cô chú anh chị.
mổ thay nguyên cái nắp đầu gối luôn đó, thay bằng nhựa vô trong đó luôn. Là mới vừa mổ xong cho nên là ba chồng Kim không có khỏe, không có đi được. Mẹ chồng Kim thì ở nhà với ba, mà ba với mẹ không có đi là gì cũng không có đi luôn. Cho nên là gia đình hôm nay không có ai hết trơn. Hôm nay thì có em chồng của Kim từ ở Newcastle xuống, cô chú anh chị. Newcastle xuống tới đây là lái xe khoảng 3 tiếng mấy, 4 tiếng gì đó mọi người. Em chồng xuống đây là lý do là vì đem con chó xuống gửi cho mẹ chồng. Tại vì cả gia đình đi du lịch đó, rồi không có ai trông chừng con chó cho nên đem chó xuống đây gửi. Rồi sẵn hôm nay có cái ngày tiệc này thì em chồng của Kim cũng ghé đây một chút xíu. Còn cái chị mà Kim đang làm móng tay cho chị nè, chị này là mẹ của bạn học Chi Chi, học chung với Chi từ năm 2 tuổi mấy đó, từ lúc mà gửi nhà trẻ đó mọi người. Là học chung tới bây giờ luôn, xong rồi lên cái vô cái trường học chính thì cũng học chung luôn. Hai bé rất là thân cho nên là làm cho cha mẹ cũng thân theo luôn cô chú anh chị. Là biết chị này cũng Kim nghĩ chắc là 3 năm chứ, 3 năm mấy rồi. Là rất là thân, mỗi cái dịp gì là đều có hai vợ chồng của chị hết. Bây giờ chị có thêm một cậu con trai nữa. Chị cũng đang muốn làm YouTube nè. Cái video nào của Kim ra nhà chị cũng xem hết trơn á. Chị thấy như vậy bây giờ chị cũng muốn làm YouTube. Rồi chị cũng hỏi Kim mấy cái app nào mà để chỉnh sửa đó. Kim nhớ vào cái tiệc barbecue năm ngoái ở nhà Kim á. Kim cũng có nói với mọi người là Kim muốn sửa cái nhà bếp của Kim lại, muốn đập cái tường này ra nè. Kim nói chơi chơi thôi cô chú anh chị, nhưng mà cuối cùng là Kim làm thật. Xong rồi năm nay mọi người đến nó thấy cái nhà bếp Kim đã làm xong rồi nè, mọi người rất là ngạc nhiên và mọi người cũng khen cái nhà bếp đó cô chú anh chị, nhìn sáng sủa và rộng rãi hơn. Đập cái bức tường nó ra thì nhìn nó thông thoáng, bây giờ nó có không gian hơn nè. Chứ lúc trước mà mọi người mà đi vô cái nhà bếp đâu có chỗ đứng đâu cô chú anh chị. Cái anh mà mặc áo xanh mới đi vào đó là em của Tony cô chú anh chị, em chồng Kim ha, nhỏ hơn Tony 2 tuổi mọi người. Just go with it. Just go with it. Just go with it.